Thưa các anh chị, trong cuộc sống hiện nay chúng ta có rất nhiều mối lo toan và bộn bề. Bản thân chúng ta đôi lúc chúng ta gặp những vướng mắc trong cuộc sống của mình, chúng ta đôi khi không lối thoát, chúng ta không biết bằng cách nào để vượt qua những khó khăn ấy. Có rất nhiều người sẽ tự mình đột phá chính mình, có rất nhiều người thì không tìm được phương hướng để giải quyết cho cuộc đời của mình theo một cái mục tiêu mà mình mong muốn. Và với các vị, thực tế ra họ đã chứng minh mỗi một con người sinh ra đều có một khả năng tiềm ẩn bên trong con người của chính mình. Chỉ có điều là nó được ngủ quên và không được đánh thức trong một thời gian dài. Và các nhà khoa học chứng minh một điều đó là gì? Năng lực của con người chúng ta như một tảng băng chìm. Chỉ có 10% năng lực được thể hiện bên ngoài, 90% năng lực của chúng ta được ẩn chứa bên dưới mặt nước. Vậy thì làm thế nào để chúng ta khai phá được cái năng lực đó của chúng ta? Thì thưa các vị, thông qua khóa học khai phá năng lực tiềm ẩn hỏa phượng hoàng của chúng tôi sẽ giúp cho các anh chị tìm lại chính mình, đột phá chính bản thân mình và thực sự để biết rõ được chúng ta là ai và chúng ta mong muốn điều gì và chúng ta mong muốn thực hiện nó ra sao. Thì với bộ khóa học được thiết kế một cách đặc biệt với rất nhiều chi tiết và kết hợp với phương pháp tiên tiến nhất hiện nay, chúng tôi đã thiết kế một khóa học để giúp đỡ cho rất nhiều anh chị thông qua khóa học đó sẽ tìm lại chính mình. Và lớp học này của chúng tôi có tên gọi là Phượng Hoàng Tái Sinh. Phượng Hoàng là một loài chim cao quý trên đời. Nó là một loài chim tượng trưng cho sự bất tử và sự trỗi dậy mãnh liệt. Và với khóa học này, chúng ta là một loài Phượng Hoàng. Sau khóa học đó, các bạn sẽ như một loài Phượng Hoàng lột xác để trở thành con người mới hoàn toàn. Và lớp khai phá năng lực tiềm ẩn của chúng tôi thiết kế ra để giúp đỡ cho rất nhiều con người, rất nhiều anh chị đang mong muốn tìm định hướng đi mới của mình, đang mong muốn rằng sau khóa học đó thì chúng ta sẽ lột xác trở thành con người hoàn toàn và như trong tiềm thức chúng ta mong muốn. Thưa các anh chị, khóa học này sẽ mang lại giá trị cho chúng ta. Nó sẽ giúp cho các anh chị tìm lại chính mình, giúp cho các anh chị xác định rõ mục tiêu cho cuộc đời của mình là cái gì. Các anh chị đang có những cái vấn đề vướng mắc trong gia đình chúng ta thì lớp học chúng tôi cũng sẽ giúp cho các anh chị định hướng, tìm ra phương pháp làm thế nào chúng ta thành công, làm thế nào để đạt mục tiêu đó mà các anh chị đề ra. Và chúng ta cứ lay hoay không biết bằng cách nào để vượt qua được nó và để đạt mục tiêu cuộc đời của mình. Vậy thì với những người nào thực sự mong muốn, đó là ai? Những anh chị có thể phù hợp các khóa học này của chúng tôi. Ví dụ các anh chị đang có học về đang có vấn đề về gia đình, những vướng mắc trong cuộc sống gia đình của mình, vợ chồng bất hòa, bố mẹ, con cái, đồng nghiệp, bạn bè có những mối quan hệ không được tốt lắm trong cuộc đời, bạn không biết phải xử lý vấn đề đó như thế nào. Các bạn đã có vấn đề đó là mục tiêu cho công việc chúng ta cũng không đạt được như mong muốn của mình, thì chúng tôi cũng sẽ giúp cho các chị xác định rõ mục tiêu của mình, làm thế nào để bạn đạt được mục tiêu đó một cách dễ dàng, thuận lợi. Và cũng là một phương pháp giúp các chị định vị lại chính bản thân mình, tìm xem thực sự bên trong con người bạn là ai, cái năng lực tiềm ẩn của bạn là cái gì, và bạn là một con người có sức mạnh phi thường ra sao. Và đấy là cái điều mà 30 năm nay không ai giúp bạn khai phá ra. Mỗi một con người chúng ta có 90% tiềm ẩn bên trong và chúng ta không được khai ra. Vậy thì với cái lớp học này, chúng tôi sẽ giúp các chị đột phá chính mình, tìm lại con người thực sự của mình. Và tôi tin rằng sau khóa học này, các bạn sẽ thay da đổi thịt, các bạn sẽ phát hiện ra sức mạnh tiềm ẩn của mình, các bạn sẽ có một cái sức mạnh tiềm thức mà sẽ được khai phá ra. Và khóa học này chúng tôi được thiết kế một cách rất đặc biệt, một cách công phu. Chúng tôi hy vọng rằng trong khóa học 2 ngày 2 đêm sẽ giúp cho anh chị đột phá mình và tìm lại cho con người thật sự của mình, trở thành một loài phượng hoàng tái sinh sau khóa học đó của chúng tôi. Và trong suốt 10 năm tổ chức các chương trình đào tạo và giúp đỡ cho hàng chục nghìn người tại Việt Nam thành công trong khóa học đó. Ở bên các nước ngoài, nó có những tên họ giống như là đường thành siêu nhân hay là huấn luyện ma quỷ. Ở bên Trung Quốc thì có cái tên gọi đó là khai phá năng lực tiềm ẩn. Và ở tại Việt Nam, lớp học này được truyền đạt ra. Và đây là một khóa học được thiết kế đặc biệt và ở các nước tiên tiến họ đang vận dụng để đào tạo cho các công nhân, nhân viên, các công ty để giữ một tinh thần đoàn kết, trở thành một team đội nhóm mạnh mẽ. Và đây chính là cái mà chúng tôi sẽ giúp cho các anh chị đột phá chính mình. Thưa các anh chị, lớp học khai phá năng lực tiềm ẩn chúng tôi cùng với ekip tổ chức khóa học này, chúng tôi mong muốn rằng là sẽ mang lại các anh chị những giá trị hữu ích và giúp cho các anh chị có một sự thay đổi đột phá chính mình. Sắp tới thì chúng tôi có rất nhiều chương trình thiết kế đặc biệt cao hơn. Vậy thì để giúp cho các anh chị trở thành con người học đòn khác biệt, thì chúng tôi rất mong muốn các anh chị hãy quan tâm tìm hiểu kỹ về các khóa học đặc biệt của công ty Hoàng Gia chúng tôi. Sắp tới sẽ có rất nhiều thông tin truyền thông trên kênh, thì các anh chị sẽ vui lòng tham quan, tìm hiểu và có những sự ủng hộ đặc biệt cho các kênh truyền thông của chúng tôi.
Một lần nữa, xin các anh chị hãy vui lòng đọc kỹ các thông tin trên trang web chúng tôi thông báo và các anh chị sẽ biết được khoa học này thực sự chất lượng ra sao, nó tốt như thế nào, có nó xứng đáng với những tiền anh chị bỏ ra, đó là thời gian, công sức, tiền bạc anh chị hay không. Và với ekip tổ chức chúng tôi hai ngày hai đêm đó, chúng tôi xin mong mang lại giá trị thực sự cho các anh chị. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong các khóa học đó. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ.